chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh của Viết Phú nhé. Hôm nay thì Viết Phú có về một cái sản phẩm đồng hồ Seiko treo tường săn sale thôi, chứ không phải là thuộc vào lớp lấy nhiều được giảm giá nha quý vị nhé, không bao giờ có nhé. Săn sale thì có giảm khoảng tầm 30% cho sản phẩm mới 100% nha quý vị nhé. Nguyên hộp xốp, nguyên đại kiện chưa khui này. Pin vẫn có kèm nhưng chưa khui nhé. Đây được một hành khách ở Thanh Hóa có đặt Viết Phú, anh ấy cũng có đã mua một số sản phẩm audio của Viết Phú như là đài săn sui hay là một số thứ, cũng là hàng săn sale. Em thì chuyên săn sale bên này thôi, chứ còn hàng mà không sale giá nó đắt nên cũng khó bán, khó mua, khó bán. Đấy, thì em sẽ khui cái sản phẩm này ra cho quý anh chị và chú cùng tham khảo một cái sản phẩm hàng 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 đồng hồ Seiko treo tường nha quý vị nhé. Rất là đẹp, em sẽ mở ra cho quý vị cùng xem. Hàng thì là hàng mới 100% nha quý vị nhé, hàng mới 100%, có đầy đủ giấy tờ của nhà sản xuất rồi bảo hành warranty. Đây là một cái sản phẩm của Seiko Japan nha quý vị nhé. Đây cái warranty, cái bảo hành thì chỉ được áp dụng cho thị trường Nhật Bản thôi quý vị nhé, trong nước trong vòng 1 năm. Đây là hướng dẫn sử dụng và treo tường bắn vít nở các thứ, cái này thì dân Việt Nam mình quá sành rồi. Đây thì là cái giới thiệu của cái sản phẩm và instruction guide. Đấy, em sẽ mở cái sản phẩm ra cho quý vị cùng xem. Đây là em nói nha quý vị nhé, đây là một sản phẩm Seiko Molded in Motion. Con này thì là giá niêm yết tại Nhật Bản là 16.500, chưa tính thuế nha quý vị nhé. Nhập thuế vào tầm 1.8 tương đương gần 3.800.000 đồng là tại Nhật Bản. Con này thì cả hộp là hơn 3 cân thì cước phí vận chuyển về là hơn 600.000. Tuy nhiên hàng Viết Phú săn sale thì cái sản phẩm này về Việt Nam là 3.200.000 đồng, đã bao gồm cước phí vận chuyển cho quý anh chị cô chú nhé. Thì nó cũng tiết kiệm được khoảng tầm hơn 1 triệu. Nếu mà quý vị mua đúng hàng thì đúng không không sale á, thì nó còn là 3.800.000 cộng với cước thứ khoảng tầm 800.000 nó đến 900.000, nó là tầm 4.700.000 nếu là hàng mới không sale. Nhưng mà hàng này Viết Phú mua hàng sale thì nó về Việt Nam là 3.200.000 đồng nha quý vị nhé. Đấy, em sẽ lắp pin vào thử cho quý vị cùng xem. Nó thực sự là một sản phẩm rất là đẹp quý vị ạ. Rất là lóng lánh. Ở đây thì góc 9 giờ, 3 giờ và góc 6 giờ thì sẽ có những cái tòa lâu đài hình ngôi sao và những đám mây có mạ vàng rất là đẹp. Đấy, cực kỳ là lóng lánh. Các có đồng hồ này có hai kim, kim giờ và kim phút, thì cũng được vát nhọn để hứng sáng đẹp hơn và có mạ màu vàng rất là đẹp. Và đặc biệt là trong cái đồng hồ này thì có thiết kế hình cánh hoa ở phía trong và nó sẽ quay quay khi lắp pin, thì em sẽ lắp vào cho quý vị cùng xem. Đây là một sản phẩm có toàn bộ là 39 cái đoạn nhạc nha quý vị nhé. Đây có ghi 39 chữ này, chữ khúc nhá. Khúc chữ đoạn đấy, chữ đoạn trong tiếng Nhật thì là chữ khúc, thì nó là khúc 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 nhạc ấy. Đấy. Vậy đấy. Đó gọi là đoạn nhạc ấy. Đấy. Thì phía sau thì em sẽ lật ra quý vị cùng xem. Em vẫn để nguyên trong hộp của nó. Đây là một sản phẩm được làm bằng chất liệu nhựa nha quý vị nhé. Sau này có một loa này. Đấy, giữa này có hai cái pin, đây có một cái núm chỉnh âm lượng to nhỏ khi mà nhạc phát ấy. Còn đây là các cái nấc ABC. Đấy, thì cái sản phẩm đồng hồ này thì là được lắp ráp tại Thái Lan nha quý vị nhé. Đấy, hàng Thái Lan thì cũng là một sản phẩm, cũng là một cái thị trường lắp rất là uy tín và chất lượng mà, thì chúng ta cũng đã biết đến qua cái sản phẩm Dream Thái. Đấy, thì nếu nói là số 2 thì không có đâu là số 1. Đấy, thì tất nhiên là thị trường làm cho thị trường Nhật Bản nha quý vị nhé, cái này được bảo hành nội địa Nhật Bản thôi. Và các cái hướng dẫn sử dụng, các cái label, các cái chữ thì là bằng chữ Nhật hết quý vị nhé. Đấy, thì em sẽ lắp pin vào và cho chạy thử cũng như là phát nhạc thử quý vị cùng xem. Cái sản phẩm đồng hồ này thì được dùng với 4 con pin tiểu cỡ trung này quý vị ạ. Thì pin cỡ trung này thì đã làm được tặng kèm 4 viên pin của Maxell. Đấy, một sản phẩm pin rất là nổi tiếng và dung lượng dùng rất là bền bỉ. Thì em cũng đang dùng cái pin Maxell này ở bên này luôn. Đấy, trọng lượng của nó là 2,1 kg, chưa bao gồm hộp nha quý vị nhé. Khối lượng trần, chưa tính pin và hộp. Thì tính hộp pin vào thì rơi bằng 3 cân. Thì với cước hiện tại thì 220.000 một cân.
thì rơi vào tầm 660.000 chưa kể cước vận chuyển từ đây xuống công ty vận chuyển ấy. Công ty vận chuyển thì em có thể đặt thẳng từ 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 nhà sản xuất, nhà bán hàng ấy. Người ta đặt đến công ty vận chuyển cho luôn, người ta ship miễn phí. Tuy nhiên sản phẩm này thì em mua một lúc nhiều hàng, quý vị có thể thấy đây. Em mua một lúc rất là nhiều hàng, các loại hàng khác nhau chứ không phải đồng hồ không. Đây là ba cái hộp giày Adidas Sunseal nha quý vị nhé, hàng Sunseal giảm 50% 30% tùy size và tùy màu á, chứ không phải là giảm tất cả như nhau. Thì người ta gửi về một loạt cho em luôn, thì em sẽ về phải tách riêng ra và ghi tên cho từng khách hàng sẽ gửi về Việt Nam, để lại phải gửi xuống công ty vận chuyển một lượt nữa để mất thêm tiền cước. Tuy nhiên thì cước này em sẽ chịu. Đấy thì bốn pin như vậy em sẽ lắp vào cho nó đẹp, và cho cái đồng hồ nó sẽ chạy. Thì qua đây em cũng xin cảm ơn anh Bá Đức của Thanh Hóa đã tin tưởng ủng hộ Đức Phú lần thứ hai cho các sản phẩm nhập bên này về. Lần trước là một cái đài radio cũng như đài cassette của Sơn Sư. Đấy, bây giờ em sẽ cho cái đồng hồ này chạy quý vị. Đấy, quý vị có thể thấy được lúc nó chạy thì nó sẽ quay theo nhịp. Đấy, nó sẽ quay theo vòng kim đồng hồ khoảng tầm 3 vòng thì nó sẽ quay lại ngược chiều đồng hồ 3 vòng. Đấy, rất đẹp quý vị, rất là long lanh. Và nhạc nó sẽ thay đổi liên tục như quý vị nhé. Nó 39 khúc nhạc này thì nó sẽ thay đổi liên tục. Cái nút này quý vị ấn vào đây thì nó sẽ thay đổi nhạc ngay tức. Đấy. Đấy, thấy chưa quý vị? Sản phẩm này thì cái size của nó thì em sẽ gang thôi, vì em không có cái thước thước dây thì em không mang về, em ở công ty có nhưng không mang về. Cần 2 gang vậy nhá. Khoảng tầm 38 đường kính, 38 39 cm. Đấy, sản phẩm rất là đẹp, lóng lanh luôn. Giá em xin nhắc lại là giá rồi, cái giá này chưa nhập thuế vào là 38, tương đương khoảng tầm gần 4 triệu, 3 triệu 8 Việt Nam đồng quý vị nhá. Chưa kể cước vận chuyển thì về Việt Nam tầm 4 triệu rưỡi 4 triệu 7. Tuy nhiên thì hàng Việt Phú Sunseal thì về Việt Nam là 3 triệu 200 nghìn đồng quý vị nhé, 3 triệu 200 nghìn đồng với một sản phẩm như vậy. Quý vị có thể là trên các cái này nó có các cái đá được vát và nó hệ hứng sáng là đẹp. Phía sau này thì có một cái núm khi mà quý vị lắp và pin vào, tuy nhiên nó chưa chạy ngay mà quý vị sẽ vặn một cái núm này một cái thì nó sẽ kim sẽ chạy và quý vị có thể chỉnh giờ. Đây là cái volume mà thì em sẽ chỉnh to lên một chút cho quý vị thử nghe nhạc nhé. Đây là nãy là em được nhỏ dần dần nâng lên mức 3. Đấy, tiếng nó to hơn rất là nhiều. Công nhận là một sản phẩm rất là đẹp và săn sale được những sản phẩm này rất là tuyệt vời quý vị. Vừa đẹp vừa thịnh thẩm mỹ và vừa chất lượng. Made in Thái Lan thì cũng rất là chất lượng rồi, và cũng treo cái này trong phòng khách thì cũng thực sự mà nói thì cũng rất là đẹp. Đấy thì em xin chân thành cảm ơn anh Bán Đức Thanh Hóa thì đã tin tưởng ủng hộ em rất là nhiều. Đấy, ở này thì anh có đặt rất là nhiều viện giày Adidas này, đồng hồ này này, rồi cái súng đo thân nhiệt bằng laser, bằng laser. Đấy thì em đang chờ sản phẩm về nên em sẽ gửi anh luôn một thể. Hiện tại thì cái này nó về trước vì là hàng săn sale nên là cái về trước cái về sau vậy, tiện khi nào người sản xuất người ta bán thì mình người ta gửi thì mình nhận được thôi. Đấy thì không có kim dây nên là nó chỉ hiện giờ phút thôi vậy. Viện vào đây thì nhạc nó lại tục đấy, nó sẽ quay lại nhạc. Chứ bình thường thì nó sẽ ví dụ như đến giờ đến phút đến giây nó lại có nhạc. Và em xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video của em và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần khác. Sắp tới thì em sẽ review các sản phẩm giày Adidas, giày running Sale, dịp này là dịp chuẩn bị ở Olympic ở Tokyo vị nhá, cuối tháng này đây trận Olympic nên là cũng có dịp săn sale hàng thể thao khá là nhiều. Đấy, thì em cũng rất là mong được cái sự ủng hộ của tất cả quý vị anh chị cô chú. Em xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại.